Mày anh mình mất tiền mua mơm là phải đâm như thủng. Yeah. Riêng con hàng này hơi bị ngọt nước luôn. Tôi nói anh bạn ấy chưa bao giờ trả lời, chưa bao giờ tôi gặp con hàng ngon rồi duyệt luôn đấy, mười luôn đấy. Hành động đâu kể hăng lên xong rồi nhún nhảy xong rồi em mình tối đấy thôi xong nhỉ. Nhưng nó phải là tên này này mà nó mày thích này còn mà bên kia này này bạn hiểu không? Tối em mình cứ em mà triển phóng lại vào nó độ phập lên đấy ha, có bao xu không, bao xu không đây, đơn giản cái gì thì từ sao mày vội thế, mày một cái ta một cái, tao để sẵn đây mày đừng cấm nặng đi, mày cấm lấy của tao ấy, mày vớ vẩn đeo hai cái an toàn, mày thế mày đeo hai cái tao chưa chạy chạch 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 gõ cửa Yến ơi, còn hàng để tao đón ấy. Em vào đây, về đi đây.